Cái ngày đầu tiên mà hai đứa em ngủ chung ứ ừa tối đó, tụi em mới vừa lãng mạn xong, xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em, cái anh ngáy quá trời ngáy luôn, xong cái ảnh thì hơi cái đó, thấy mẹ rồi tối hận quá, lỡ cao thân rồi, lỡ cao thân rồi, trời ơi. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin giới thiệu, em là Mia, nghề nghiệp là ca sĩ và là vợ của búp bê sô-cô-la. Búp bê, giới thiệu với búp bê. Dạ xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Vương Triệu Vương. Vương, năm nay em 26 tuổi và nghề nghiệp của em là làm về công ty event. Rồi tại sao là bị vợ gọi là búp bê sô-cô-la? Tại vì hơi đen. Em có một cái làn da nó hơi bánh mật. Ở nhà em hay kêu cưng búp bê sô-cô-la. Rồi vậy thì lần đầu tiên em gặp búp bê sô-cô-la đó là khi nào? Đó. Dạ cách đây 10 năm. Tụi em là chị em. Wow. Vậy hả? Dạ. Mia là em 20, 29, ảnh là 26. Dạ. Cách đây 10 năm thì tụi em gặp nhau trong công ty của chị Ngô Thanh Vân, là lúc đó anh họ của ảnh là giám đốc âm nhạc. Giám đốc âm nhạc trong công ty. Dạ. Thì lúc đó em đang học ở tại đó cho nên là ảnh tới chơi, ảnh vừa đi du học về ảnh tới chơi, thì lúc đó anh không có bạn, thì ảnh mới bu bu với mấy nhỏ gái như em vậy nè. Thì cái chị Trinh cho em đi chơi với nha, chị Trinh, tên thật em là Trinh. Dạ. Lúc đó thì cũng chị em thôi, không có suy nghĩ gì hết á. Dạ. Bạn khoảng 4-5 năm sau quay trở lại gặp nhau. Tự nhiên thấy đẹp trai hẳn ra. Nói nghe nè, đi du học về đúng không? Dạ. Đi du học ở đâu nè? Dạ bên Singapore. Bên Singapore về. Dạ. Lúc đó cho dù không đẹp như bây giờ đi chăng nữa thì chị đảm bảo vẫn có cái nét của bây giờ đúng không? Dạ. Và như vậy rõ ràng là đẹp chứ không hề xấu. Mắc mớ gì mà chọn có cái chị Trinh này mà không chọn chị khác. Thực chất lúc đó em mới vừa đi du học về thì coi như ở đây không có bạn gì hết. Thì cứ đi theo người anh đó, rồi cứ đi chơi với anh đó, rồi lên gặp cô gái này và thêm hai cô gái nữa. Là trọng thì... tâm ở chỗ là tại vì lý do tại đẹp. Sao lại chọn cô này? Em đẹp đúng không? Cái gu của em thích là một cô gái cá tính, nhảy hip hop đồ đó. Rồi trong cái quá trình gặp gỡ thì cũng có đi chơi chung, cũng có giao tiếp rồi nói chuyện qua lại cũng bình thường đây, nhưng mà vẫn chỉ coi như là chị em. Tự nhiên mấy năm sau thì tự nhiên bỗng nhiên ông này cũng mới chia tay, em cũng mới chia tay, xong giống như hai người free tự do nên là tự nhiên gặp lại nhau đồng thì cảm. Nó có một cái cảm giác gì đó nó sét đánh em trước, sẽ đánh em trước, em không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà khi mà sau cái quá trình mà 5 năm sau mà gặp lại đó thì em lại xưng là xưng tên chứ không phải là xưng anh chị với em nữa. Kiểu lúc đó là thấy gái là đẹp tên. Khi mà em gặp lại, dạ. Em có cảm nhận được là Mia thích em không? Em cũng thấy giống như là vẫn thân thiết với nhau thôi. Nhưng mà em không cảm nhận được đâu. Với lại là... một phần lúc đó em cũng giấu kín lắm, tại vì lúc trước đó trong công ty là ai cũng biết cái này là một cái cậu bé. Dạ. Em là một cái đứa nó già như quỷ, xong rồi tự nhiên bây giờ hai đứa quen nhau nó một cái trở ngại mà em sợ người khác suy nghĩ về em á, là như vậy cho nên là em cảm thấy cái điều đó là sai rồi, cho nên là phải giấu đi. Giấu trong bao lâu? Giấu nó khoảng chừng một tuần thôi. Giấu lâu quá, giấu lắm luôn. Nhưng mà đến khi nào thì đó thì dạ, có đến, trong một cái sự kiện nào? Dạ đến khi ngày hôm đó có một cái buổi tiệc cùng với ông anh họ em luôn, thì xỉn vô rồi, say xỉn một chút xíu rồi thì ảnh mới nói là ủa hai đứa bay hợp nhau sao không quen nhau đi. Tự nhiên cái câu nói đó nó giống như là để cho em suy nghĩ là nếu như hai đứa mình quen nhau thì người ta cũng suy nghĩ gì đâu, thấy cách cũng kỳ lắm đâu. Cái tự nhiên em open liền luôn. Open là em open chủ động là em open liền luôn. Xong cái em hỏi anh câu là ủa gì chứ giờ mình là gì của nhau vậy? Wow. Em hỏi thẳng luôn. Hỏi một câu thẳng thắn. Rồi lúc đó bạn này trả lời sao? Mình là gì của nhau? Lúc em nói sao? Mình là người yêu của nhau. Wow. Dạ trả lời liền luôn đó. Lúc đó là trong cái tiệc đó. Dạ trong cái tiệc đó luôn. Tên luôn. Dạ. Cả hai bạn có cái điểm gì nó giống và có điểm gì chung với nhau? Dạ một cái điểm chung đó là em cảm nhận được cái tâm của anh này giống như em. Là ảnh rất là lành luôn. Dạ. Đôi lúc đó ảnh còn trẻ thì ảnh có hơi ngông cuồng chút xíu thôi, nhưng mà em vẫn nhìn sâu được bản chất của chồng em rất là lành tính. Cái đó nó làm em ấn tượng và nó kết nối được với em. Dạ. Mà có cái gì không hòa hợp không? Không hòa hợp là chồng em lúc đó, nguyên gia đình chồng em luôn, là đam mê mô tô, đam mê tốc độ. Mẹ chồng em có thể chạy từ đây qua tới Malaysia luôn. Đi khắp đất nước Việt Nam mà không thấy mệt. Gia đình chồng em cứ một đi một cái là nửa tháng là cả nhà cùng kéo nhau đi hết.
Đi vòng tô hết luôn. Rồi giờ sao em ngồi nổi? Dạ. Mẹ chồng là nhiêu tuổi vậy? Dạ mẹ chồng nhiêu ta? 1962 á. 1962. Sao đó coi là hơn tôi 4 tuổi mà đi cái mô tô. Dạ trời ơi, em phải cung cấp hình của mẹ chồng em cho chương trình mới được. Tại trời vì em cũng phải. Hay quá vậy. Hết hồn luôn á. Đi mà khủng hoảng luôn, đi bây giờ đi hơn chồng em luôn. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em á, em có bị sốc không? Em hơi sượng. Là tại vì cái lần đầu đó mẹ chồng em không biết nghệ sĩ là ai hết. Thì lần đầu tiên đó là mới có một tháng quen nhau là ông này dẫn em đi gặp mẹ chồng em trong cái buổi tiệc đi chơi của cả cái group mô tô. Xong rồi hôm đó tóc tai em thì vàng khè, xong rồi gặp mẹ chồng cái mẹ chồng đi chỗ khác chứ. Xong cái lúc đó em cũng mờ nhạt hình ảnh, em cũng không biết làm sao để mà chào hỏi luôn. Xong em cũng im luôn. Xong rồi mấy tháng sau ông này mới thực sự dẫn em về nhà, giới thiệu đây là bạn gái của con. Nhưng mà cái lần thứ hai đó về thì sao? Dạ lần thứ hai về thì rất là khác. Khác à, đây con là bạn gái của Vương hả? Con nhiêu tuổi? Dạ bằng tuổi. Phải nói bằng tuổi. Nhưng mà gia đình em thì sao? Gia đình em có biết bạn này nhỏ tuổi hơn em không? Dạ biết, ban đầu khi mà biết ban đầu thì vẫn giấu. Vẫn giấu, nhưng mà là nói nhỏ nhưng mà nhỏ hơn có 1 tuổi à. Trước khi mà về ra mắt đó là cấm luôn. Cản luôn. Biết nhỏ tuổi hơn nhưng gia đình cấm luôn. Dạ cấm cản là kêu là bây giờ thứ nhất nhỏ tuổi, thứ hai là không biết lo được cho em hay không. Xong rồi nói là không hợp tuổi. Rồi con là phải cái người lớn tuổi hơn, không có được quen như vậy, nói chung là cấm cản hoàn toàn. Thì trong cái giai đoạn mà quen ông này là em giấu. Xong rồi mẹ em vẫn làm mai cho em những cái người khác. Nhưng mà có khi nào mẹ tổ chức một cái buổi mà để cho em gặp gỡ với cái người mai mối đâu? Dạ gặp luôn, gặp luôn. Xong rồi đi chơi với người đó phải chụp hình cho mẹ em coi. Là đang đi chơi như vậy đó mẹ. Là trong thời điểm đó là em vẫn còn đang quen đó ông này. Là hai đứa có cãi nhau. Thì cái thời gian đầu hai đứa giống nói chung là sóng gió lắm. Mia là một người rất nóng tính. Em trước đây cũng là một người rất nóng tính. Hai cái nóng cộng lại thì nóng hơn. Làm ra nó bành. Thì bây giờ tới bây giờ thì khác nhiều rồi. Nhưng mà lý do gì mà hai người lại quay lại với em nhau? Em nghĩ nó là cái duyên á. Cái duyên á, tại vì lúc đó là cũng gần như là em xác nhận là em sắp quen anh kia luôn rồi á. Em cũng cố gắng em mẹ. Đi ăn với ảnh, em cũng gấp đồ ăn như gấp với chồng em, nhưng mà em lại cảm giác nó một cái cảm giác nó đơ, nó không có cảm giác gì hết. Em thấy tự nhiên em nổi da gà lên luôn. Là cái cảm giác nó kỳ cục lắm kìa. Xong rồi em không phải như không thể như vậy được nữa. Thứ nhất là cũng tội nghiệp anh kia. Rồi em cũng dứt khoát với anh kia luôn để em quay lại với ông này mà cũng quay lại lén lút. Nhưng mà lúc đó khi mà gia đình em cắt đứt với anh kia thì gia đình em có la em không? Dạ cũng không ông gia đình em cũng không biết. Không biết. Dạ, anh kia anh cũng vẫn giữ nhắn tin cho em đều đặn vậy đó. Anh nói với mẹ của em là để con từ từ thuyết phục Mia nó dạng vậy. Rồi cái lần quay trở lại đó thì chắc chắn là tình cảm là kháng khích hơn với anh này. Với lại mẹ em từ khi mà mẹ em xác nhận cho hai đứa yêu nhau để tiến tới hôn nhân á là mẹ em thương ông này luôn. Cơ duyên nào mà mẹ em cho phép hai đứa tụi em yêu nhau? Dạ lúc đó tụi em lén sống thử. Tức là thật ra tụi em cũng lớn rồi, biết được là mình nên làm gì. Cũng phải là lén gì, nhưng mà tại vì em sợ ba mẹ em buồn thôi. Thì tụi em sống thử dọn nhà với ở chung. Ổng có nhà mà không ở, không ở nhà em. Xong rồi cái thời gian cái bị phát hiện ra, cái xong cái mẹ em mới nổi điên lên. Mẹ em mới gọi cho mẹ chồng em là: giờ chị thấy vậy coi bất hiếu không? Nghĩ sao sống chung vậy? Rồi giờ sao chị tính sao? Mẹ chồng em cưới luôn đi, cưới luôn đi. Xong rồi tự nhiên hai đứa cưới luôn, hết hồn hết vía vậy. Thật ra tụi em tính là năm nay tụi em mới cưới nè. Nhưng mà cưới luôn năm ngoái luôn. Có như là mọi chuyện nó rất là bất ngờ. Rồi ảnh có bắt đầu thể hiện một cái màn cầu hôn lãng mạn với em không? Dạ có, lúc đó cũng gần cưới rồi mà không thấy cầu hôn gì chứ. Vài tháng. Cái xong cái em nói ủa định quên luôn hay gì vậy? Không cầu hôn tôi gì vậy? Em này tự người ta chuẩn bị làm cái em nói vậy. Xong cái cũng lên nhà hàng đồ làm cầu hôn đồ. Cái nói em làm chồng anh nha. Tay đúng. Em làm chồng anh nha. Nói vậy là sai rồi, làm lại đi. Cái ngày hôm sau hẹn bạn bè đông đủ hết, lại một cái nơi lãng mạn tổ chức tiệc, cái bí mật lên cũng cầu hôn em một lần nữa. Em đồng ý lấy anh làm vợ nha. Đúng. Cùng một nội dung. Cùng một nội dung. Nhưng mà cách nói khác. Sao lúc đó chữ em nó bay văng nó hết trơn rồi. Rồi lần đó em có chỉnh không không? Dạ thì đó lúc đó em cũng chịu luôn. Thấy vui quá. Chỉnh được không? Ông kêu làm lại lần ba. Lần đầu thì Mia có xúc động nhưng mà chưa tới mức mà khóc. Còn cái lần thứ hai là ở Đà Lạt và có sự chứng kiến của chắc cũng phải 20 mấy người bạn á.
rất là đông. Thì lúc đó nghe khóc giống như khóc òa luôn. Giống như là mặc dù lộn nhưng vẫn khóc luôn. Dạ. Cảm động. Dạ. Tại vì hai đứa cũng trải qua nhiều gian nan dạ. mới cưới nhau được. Rồi cứ làm đi tụi em đi là cưới nhau được bao lâu rồi? Một năm hai tháng. Rồi có làm giấy hôn thú chưa? Dạ. Tụi em quên luôn á. Dạ. Thật ra là tụi em có làm rồi nhưng mà cho đi về Vĩnh Long làm một cái giấy độc thân á, xong nó hẹn cái ngày á, cái tụi em lên đi làm xong rồi lại quên. Quên xong giờ cái phải làm lại cái đó nên tụi em lười biết. Nhưng mà chị nói nghe nè, hai đứa phải làm trong lúc còn đang rảnh rang nha. Dạ. Tại vì á không á là mai mốt mà có con một cái xong mà đi làm cái giấy đó để mà đăng ký giấy khai sanh là uống rồi. Khai sanh cho con là rất mệt. Đúng rồi. Cho nên bây giờ là tranh thủ mà làm đi. Dạ. Hồi xong chương trình thì xong về làm đi. Dạ, làm liền. Vậy làm một năm hả? Lấy làm được Dạ, một năm mấy rồi? Tháng 1 năm 2019. Dạ. Rồi có lòi ra cái tật xấu gì không? Đó. À, chồng em thứ nhất là ở dưới áo mặc cả ngày rồi xong về cái bài đặt phơi mà phơi lên cái ghế salon á, cái phơi lên cho nó ủ thúi thúi chơi vậy xong cái em mới lấy em đi giặt cái là hơi. Con mắt đứng giặt chưa dơ. Trời ơi nó thúi quắc gì vậy, chưa dơ nữa. Nó sao em phải lén em đi gom đi giặt. Có bữa em giận quá cái em gom bỏ một rác luôn. Đó, xong sợ giờ đỡ rồi. Với lại thêm cái nết ngủ kỳ quá. Nết ngủ sao? Tự ngái xong rồi tự giật mình. Lâu xì hơi giật mình cái này. Bị hốt hoảng trong giấc ngủ. Tức là tự ngáy tự giật mình với tiếng ngáy của mình luôn. Dạ. Đúng rồi, nói chung mỗi ngày em sống với lại sóng gió bão táp lúc mà ban đêm vậy á, em phải mua hai cái cục em nhét lỗ tai em mới ngủ được. Dạ. Nhưng mà nếu không có em ngủ không được. Nhưng mà là trước đây lúc mà sống thử là ảnh cũng ngáy vậy luôn hay sao? Dạ. Cái ngày đầu tiên mà hai đứa em ngủ chung ứ ừa. Tối đó tụi em mới vừa lãng mạn xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em, cái ảnh ngáy quá trời ngáy luôn, xong cái ảnh xì hơi cái là nó thấy mẹ rồi hối hận quá lỡ trao thân rồi trời ơi. Mà qua mấy bữa hôm sau thì đỡ hơn rồi, có bữa có bữa không, dạ lâu lâu mới một lần. Bây giờ không có là vậy. Là không được. Bây giờ không có là càng tốt. Mỗi khi em đi làm ở xa đó em không về đó, trời ơi không có chồng á giờ ngủ ngon sướng lắm, ngủ hẳn giấc luôn không ai. Nhưng mà buồn. Dạ. Rồi còn gì nữa nè, vợ nổi tiếng nè, xinh đẹp nè, vậy có ghen không? Dạ ghen mà ghen ngầm, không có bộc lộ ra sợ quê hay sao. Năm giờ có cái mặt thiếu điều muốn nổi gân lên vậy đó chị. Mà có bao giờ thể hiện không? Dạ có mấy lần em đi tập gym á, thì tập gym xong sẽ có một cái bộ môn là căng cơ, thì cái người thầy đó người ta sẽ căng cơ cho mình, nhưng mà cái thế căng cơ nó hơi nhạy cảm. Cái ông này ông ngồi ông cười mà cái mặt ông giống như bị sượng đơ mà kiểu cười em mà... nhìn là em biết cười mà cứng họng. Mà hỏi là ổ ghen hả? Lúc đó em không có làm vậy, em thấy tại vì em cũng đi tập trung một chỗ thì em thấy căng cơ vậy đó, cái em lại ngồi kế bên nha. Rồi vậy thôi, em ngồi kế bên thôi. Kiểu là ngồi kế bên để cho cái người kia đừng có làm cái gì mà cũng áp lực. Dạ đúng rồi, ổng áp lực. Cuối năm ngoái em thi một cái chương trình truyền hình thì có phần thi đó em phải đu dây, thì em đi tập đu dây thì nào ngờ là tới đó anh thầy đu dây anh xám muối đẹp trai quá đi. Xong thì đu dây lên anh phải ôm đồ quay đồ này kia chồng em, cái em nói nè chồng quay lại cái clip để hồi vợ về rồi vậy coi vậy tập lại hay gì này kia, về không thấy clip nào hết trơn. Bạn ông rung tay không phải không thèm quay luôn, nổi điên quay chỗ khác. Dạ vợ giận bây giờ tự nhiên giữ lại cái hình ảnh sáu múi cho vợ nó coi hoài. Đó là cái tâm lý sao chú đàn ông mà chú phải hiểu cái tâm lý đó chứ chú này thật sự luôn. Dạ. Em nhìn em thấy ngứa mắt lắm tại vì đã ở dưới cái dây thì nắm dây thì vợ em thì đứng dây, còn cái anh thầy đó đứng đằng sau ảnh cứ vịn ảnh cứ sao sao á, phải giữ eo rồi đồ. Khi mà kéo dây bay lên là hai cái như dính chùm vậy đó. Chị trời, nhưng mà không quay luôn, đi ra chỗ khác luôn. Nhưng mà về là có tỏ thái độ không? Dạ không, ảnh thật ra ảnh là một cái người rất là hiền luôn á. Dạ kiểu giống như là mỗi lần giận lên, dạ giận lên là giận vậy đó, nhưng mà cũng ráng kềm chế lại chứ chưa bao giờ mà phát ra một cái câu nào đó làm tổn thương em hết trơn. Tức là im lặng. Dạ. Ghen cũng trong im lặng. Dạ. Giận cũng trong im lặng. Hơi để bụng một xíu. Ủa vậy hả? Để bụng nhưng mà bụng nó dần dần nó hết. Là chứ nó không phải là nó hen. Rồi giờ tôi biết lý do tại sao xì hơi trong giấc ngủ rồi. Coi như là ép xuống đó thì xuống bao tử ruột non ruột già tống vẹt ra ngoài sao. Chính là như rồi, vậy. Nếu vậy thì thôi đừng có cho cái đó là tật xấu đi. Dạ. Tật cưng. Giờ tới em đó. Dạ. Búp bê sô cô la. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Thật ra vợ em cũng ít tật xấu lắm. Chỉ có là ngủ nhiều. Hay làm biếng.
Nhưng mà lúc mà xiên lên rồi á là không ai cản được. Cái nhà hơi bừa chút xíu, thí dụ như làm biếng là nằm luôn, không thèm làm luôn, để cái chị giúp việc chị làm. Còn mà lúc mà xiên đó là từng cái ngóc cái ngách đó mà em có cản đi cách mấy hay có đâu có dơ đâu, là bươi cũng mở bươi hết ra cho cái nhà tùm lum lên hết, xong bắt đầu xếp lại ngay từ đầu. Hơi kỹ tính nhưng mà nóng tính lắm, ở nhà chửi em hoài. Mỗi lần mà vợ em mà nóng tính lên, ngoài cái chuyện quát ra thì cổ còn cái gì nữa không? Có đập đồ không? Có, nhà có đập đồ. Lúc cô đập đồ lên vậy thì em lúc đó như thế nào? Sau này á, em hiểu tính rồi, vợ mà nóng là em phải lạnh. Giống như là bản thân em không được phép bật lại bất cứ cái gì hết trơn á. Có nghĩa là cho nó đấm vô bông gòn, nó đấm mồi mỏi tay tự nó ngưng đúng không? Nhưng mà đập đồ là đập đồ quý không? Chứ còn nhiều khi khôn lắm. Giống như đập em vậy đó. Đồ ông không cho cả điện thoại, lửa điện thoại là cất lại. Chết rồi chị ơi, em nằm trong cái dạng đập đồ ngu. Trời vậy là đập điện thoại, có nghĩa là tức lên đập là không suy nghĩ luôn. Dạ đúng rồi, em không suy nghĩ bất cứ, đập điện thoại, em đập tivi, em đập tùm lum. Xong rồi ở nhà chồng em có một cái bộ sưu tập nón bảo hiểm để đi mô tô, thì mỗi cái mấy chục triệu rồi đó. Cái em bình thường là em sẽ xếp, em lao gọn để em sắp xếp lên, tới chừng em đi em luộc. Trời ơi má ơi. Vậy là bây giờ á, cái chỗ nào bà hay đập đồ á, sắm đồ nhựa hết. Mỗi lần gây lo cái đó, để cái gì bà đập. Nó mà không có thay đổi là thời gian sau gia đình em xài đồ nhựa. Đưa anh chị em nghệ sĩ về coi nhà, thăm nhà. Ý thường nha, mày xài đồ nhựa mày. Nhưng mà bây giờ là hết rồi phải không? Từ khi mà tụi em kết hôn. Nhưng mà anh cũng muốn biết là cái lúc mà cái cơn mà của chồng em mà giận lên, cái đỉnh điểm của chồng em giận lên đó là như thế nào? Điểm chồng em là lúc mà em túi bụi em như một con điên luôn á, là chồng em nắm lại, chặt lại một cái, xong rồi nhìn em một cái, bình tĩnh, giờ bình tĩnh, bình tĩnh. Cái nào lộn, nó rất là tình bỉnh. Cái đó con, em tình bỉnh con, em tình bỉnh coi. Giống như em về làm chồng anh nghe đó. Thở thở nè, rồi giờ em mong muốn Mia thay đổi điều gì? Và em là vẫn là như vậy, vẫn yêu thương em, vẫn lo chăm sóc cho gia đình, rồi vẫn xinh đẹp, vẫn hát hay, là nói chung là vẫn là em thôi. Tại vì em cũng không có muốn thay đổi. Có cần bớt nóng tính lại không? Cái đó giống như là muối mắm muối nêm thêm cho tình yêu nó vui thêm thôi. Trời ơi, tụi nó đập đồ nữa là tiền đâu mà sắm ông. Mà phải mong dòng. Muốn thay đổi. Dạ. Nhân cơ hội này em bớt phải mong muốn đi. Em phải bớt nóng lại, bớt chửi anh lại. Nhẹ nhàng lại chút xíu, đừng có đàn ông quá. Giống như có hai đàn ông trong nhà vậy đó. Đàn ông lại chút xíu. Thôi Mia. Dạ. Thấy búp bê không? Thấy búp bê sô-cô-la thấy ghét không? Vợ em chỉ mong muốn vậy thôi. Đừng chỉ là như vậy thôi. Chích cho một cái nói đó. Muốn em bốn cái cho Mia. Rồi giờ tới Mia đó. Dạ. Mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thật sự á, đối với chồng em á, chồng em ở thời điểm hiện tại là đã quá tốt với em rồi. Dạ. Quá dễ thương, dạ, so cute. Dạ, em không cần chồng em thay đổi gì hết, chỉ là phát huy ở những cái điểm tốt đó thôi. Đúng. Nhưng quan trọng là đừng có xì hơi ban đêm. Không xì là nó bục ra. Nó phải xuống. Xì đi. Phải xì. Đừng có nói lộn nữa. Tình bính, em tình bính. Tình bính. Cưng quá. Nhưng là em yêu chồng em là yêu từ đỉnh đầu tới gốc chân. Em yêu tất cả đó. Mặc dù có những cái tính xấu này kia kia nọ, nhưng mà duy nhất một điều mà em không chấp nhận được đó là nếu như có một người mới, có một người bạn gái mới hay gì đó, hay có một người nào đó để ý mới, thì hãy nói với em. Em lúc nào em cũng nói với chồng em vậy hết trơn á, là em cho anh đi với người đó nè. Giờ chị đổi, chị chỉnh chút xíu thôi. Em đừng có nói cái chữ là yêu người mới. Em phải nói nó sớm hơn, có nghĩa là anh chuẩn bị say nắng ai làm cho nói với em. Đó, nhớ nghe. Dạ. Đó là chận từ cái thủa bơ vơ mới về. Chứ còn mà quen rồi là vô tới quen nhà rồi đó. Là nó vô tới nhà rồi đó. Dạ. Hai đứa cưng quá. Dễ thương quá. Bây giờ nè, lần đầu á em làm chồng anh nghe, lần thứ hai em có đồng ý ra làm vợ không? Nó chưa trọn vẹn, hôm nay nhân cơ hội trên sân khấu này có muốn nói là một lần nữa mà cho nó trọn vẹn hay không? Nghe chưa? Dạ. Rồi. Đó, đứng lên mẹ. Cưng ghê không? Trời ơi, nói lộn nữa. Em làm vợ anh nha. Đúng rồi. Trả lời. Dạ. Em sẽ làm vợ anh. Rồi, cảm ơn hai bạn. Một cặp đôi rất là dễ thương, rất là hạnh phúc. Dạ. Và không có gì hơn là chúc hai bạn hạnh phúc như thế này. Dạ. Và nếu được, màu màu của em bé để cho cả hai bên nội ngoại đều vui. Dạ. Em xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Phước Cẩm Viên,
năm nay 35 tuổi. Thì nghề chính là biên tập viên. Bữa nay mới biết tên em Cẩm Viên đúng không? Dạ đúng rồi, mọi người thường gọi là May nhưng mà thật ra là tên em là Cẩm Viên. Lý do gì sao lại tên là May ạ? Dạ đó là ngày xưa khi mà tham gia chương trình Lovebus thì mọi người được chọn một cái nickname để tham gia chương trình. Rồi còn em? Dạ em tên là Trần Kim Anh, em năm nay 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. Dạ. Tụi em quen nhau ở chương trình Lovebus hay sao? Dạ thật ra cũng là chương trình đó nhưng mà không phải là ở trển mà là ở dưới. Dạ tức là sau khi đi quay chương trình về xong rồi em thích chương trình, cái em vô làm với chương trình luôn. Tới năm 2012, cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này là em gọi điện cho bạn này lên để casting người chơi cho Lovebus. Em gặp bạn này ở ngoài thì cái cảm giác em như thế nào? Dạ em không nhớ một chút ký ức gì về cái buổi gặp đó. Bây giờ hỏi em nè, cái thời điểm đó là chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim rất là nổi tiếng. Dạ. Vậy thì em có biết anh này không? Dạ em có biết, nhưng mà em nhìn ở ngoài nó anh vừa đen mà vừa xấu hơn ở trong hình rất là nhiều. Mà lúc đó em có bồ chưa? Dạ có. Thật ra là về thì bạn này chơi với bạn gái cũ của em. À tức là bạn gái đương thời của em lúc đó, coi như là bạn thân luôn á. Cái này nó hơi có một cái sự rắc rối nhẹ. Em chơi với bạn gái của bạn này. Dạ. Thì rất trong lúc mà hai người là bạn thân á, thì em đã có cảm tình với bạn này chưa hay là chia tay rồi em mới có cảm tình? À thật ra là hồi mà lúc mà hai người quen nhau thì hay cãi nhau, thì em là người ở giữa luôn nghe lắng nghe có hai bên. Thì thật ra cũng có lúc em xuống dạy cái bạn đó là chia tay ảnh cho rồi. Lúc đó trong mắt em không có gì với ảnh luôn, không có một chút xíu cảm xúc nào, chỉ cảm thấy là ghét bởi vì người này làm cho bạn mình khóc bạn thôi. Khổ. Dạ. Rồi xong rồi là bạn đó nghe lời em xúi bỏ luôn hả? Dạ cũng chưa hẳn đâu ạ. Thì thật ra là lúc đó bạn đó cũng kiểu như là bạn cũng bị phân vân, tại bạn có rất là nhiều người theo đuổi. Và thứ nhất, thứ hai nữa là bạn là một cô gái cần một sự quan tâm 24/24. Mà thật ra cái vụ mà bạn ấy suối bạn gái chia tay là tới sau khi cưới em mới biết. Nhưng mà chị hỏi em nè, trong lúc mà đi chơi kiểu như vậy có lúc nào em cảm thấy em lạc lòng với vợ của em bây giờ không? Gãi gò má là biết có vấn đề rồi. Có một hôm là cũng là bạn này ra thì mặc cái quần ngắn, đó là lần đầu tiên em thấy bạn ấy mặc quần ngắn. Quần sọt ha. Dạ quần sọt. Nhìn thấy trời chân dài dữ ta. Miên man. Là gu em là gu chân dài đúng không? Dạ. Cái thật ra là sau đó là cái bạn thân của em đá ảnh. Xong ổng mới quay qua tố khổ với em. Kêu là giờ buồn quá không có người nói chuyện. Chị tức quá để chị truy nốt. Em khai cho chị biết coi, sau cái vụ mà chân dài miên man đó, tối về em có nằm mộng thấy bạn này không? Đã bắt đầu có những cái nhen nhúm, em nói thật cho bạn biết đi. Chứ bây giờ chị đảm bảo tâm lý vợ em vẫn còn nói là giống như em bị bỏ rồi, giống như là em buồn quá em mới cầu cứu đến vợ em. Đúng là thời điểm đó là em cũng mới có một cái chút gì hình ảnh của cô này trong đầu. Thì cô bạn gái đương thời đã đá em rồi. Tức là đá đúng thời điểm đó. Từ khi mà em và bạn gái chia tay thì bao lâu thì em với vợ em bây giờ mới chính thức là quen nhau? Anh theo đuổi em cả năm. Cái xong đến tháng 5 2016 thì em đồng ý quen ảnh. Nhưng mà tụi em quen được 3 tháng thì lúc đó tụi em còn rất là kiểu mỗi người đều có cái tôi rất là lớn nên tụi em lại chia tay. Anh lại theo đuổi lại từ đâu? Mãi đến năm 2017 sau 4 lần tỏ tình thì em mới đồng ý quay lại với ảnh. Hai em là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 2 năm. 2 năm nó có trắc trở gì không anh? Từ lúc mới yêu nhau là bạn ấy đặt ra quy tắc không được nắm tay. Về nhà trước 10 giờ rưỡi. Cái đô nặng nhất là tới đâu? Là hôn má, hôn môi là tới đâu? Dạ đô nặng nhất là được nắm tay á. 2 năm mà chỉ có nắm tay thôi đó. Vượt qua được cái lời nguyền là nắm tay thôi. Dạ. Rồi sau đó khi nắm tay rồi là mất jean rồi là phải cưới luôn. À, dạ cũng không. Chưa luôn đúng không? Thêm quy tắc nữa đó là để em học xong đã rồi cưới. Hoặc là để em niềng răng xong đã rồi cưới. Để học xong rồi cưới nhưng mà em cứ thấy cứ một học kỳ là bạn ấy rớt một môn thì sao lại học lại. Còn niềng răng xong rồi mới cưới nhưng mà anh chị nhìn cười bây giờ vẫn còn niềng. Cứ một tháng là đứt niềng răng một lần là phải tới bác sĩ nối lại. Mấy năm rồi? Dạ. Chắc hơn 3 năm rồi quá. Dài dữ em. Tại vì ổng dẫn em đi ăn nhiều món á. Cái tới hôm bạn ấy nói anh ơi thật ra là nào giờ không có ngủ với đàn ông, em không có quen cho nên thôi cưới mình đừng ngủ chung. Cái này hơi kỳ. Em chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi cưới làm chi. Cái từ đó về sau là em không đề cập chuyện cưới nữa. Rồi tới một ngày ba mẹ vợ gọi vô bắt cưới. Là ba mẹ vợ. Dạ. Cũng mừng ha. Dạ. Chị hỏi nè, đêm tân hôn á, từ cái việc mà em được nắm tay nè, em phá giới nè, bắt đầu đến hung má nè, đến hung môi nè, là em phải mất bao nhiêu thời gian để em đi vào đúng trung tâm? Em nhớ hình như cũng phải cả tuần sau mới... Đâu, anh đi công tác mà. Mình cưới xong có 3 ngày là anh đi công tác 10 ngày hơn rồi. Nhưng mà đêm tân hôn thì sao? Dạ, tụi em mệt quá ngủ. Mệt quá ngủ luôn. Rồi đêm sau?
Cũng vậy luôn mệt chị. Ngủ. Mệt đêm thứ ba. Cũng vậy luôn. Mệt luôn. Rồi là em đi một tuần luôn. À, rồi dạ. Em mới trở về. Dạ. Rồi em mất bao nhiêu thời gian nữa? Khoảng tháng nữa chị. Một tháng nữa. Trời, sao mà nhưng mà mấy em khó chịu không mấy? Thật ra là hồi đầu em tức lắm. Rồi đến khi mà em vô được trung tâm rồi em thấy em sao? Em làm như em bị lây bệnh lãnh cảm của cổ. Xong đêm rồi cũng bình thường. Tụi em lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, dạ. Em mới lấy nhau khoảng được 9-10 tháng ạ. 9-10 tháng và bây giờ cái việc đó nó đã cải thiện chưa? Đó. Giờ tụi em giống như là sao ta? Có nhu cầu thì ok làm, không có nhu cầu thì thôi. Nhưng mà cái nhu cầu đó là nó thường xuyên không hay là lâu lâu mới có nhu cầu? À, cũng lâu lâu mới có. Lâu lâu là bao lâu? Tuần hay tháng? Tính quý đi. Nhưng mà em có nhu cầu không? Chị hỏi thiệt. Lúc đầu thì em cũng thấy hơi bất ổn, nhưng mà sau đó em để tâm vào những chuyện khác em thấy bình thường luôn ạ. Bình thường và em không có nhu cầu đó luôn. Tại vì em thấy ảnh mệt quá nên em cũng không có muốn làm ảnh mệt thêm nữa, chết thêm nữa nên nhưng mà mỗi lần mà ảnh về là người ảnh mệt mỏi rệu rã lắm. Thật ra mệt mỏi rệu rã thì cũng không đúng. Em vẫn tự đánh giá em là người khỏe. Không khỏe là về sức lực á, tức là ok làm việc xong về nhà em vẫn có thể làm thêm việc nhà này nọ được. Nhưng mà giống như mà khi bảo làm chuyện ấy đi á thì tự dưng không hiểu sao em lại đâm ra lười. Cái ca này hơi bị căng á. Đó, đây là tâm lý á. Tự nhiên tạo thành một cái thói quen. Tại vì lúc mình yêu nhau lâu quá, xong rồi mình bị control nhiều những cái mà không đáng á, thì thành ra nó thành một cái phản xạ vô điều kiện trong cái việc đó. Và gọi là cái mong muốn tìm tòi á, mong muốn khám phá nó không còn nữa. Thực ra mà nói á, bạn này là thuộc tuyết phụ nữ kín đáo, giấu cái cảm xúc của mình. Nếu ở lứa tuổi lớn rồi, ví dụ như là cỡ 50 đổ lên, mà khi mà chồng mình không còn nhu cầu đó nữa, thì cái người phụ nữ đó có thể cam tâm chấp nhận cái việc là mình phải tự quên cảm xúc của mình đi. Nhưng mà với vợ em á, cái tuổi này đang là cái tuổi mà cái nhu cầu về sinh lý của người phụ nữ đang rất là cao. Thành ra là bây giờ cứ để chôn vùi cái chuyện đó thì rất là tội nghiệp cho vợ em. Thì em phải suy nghĩ lại về cái việc này. Còn cái cách như thế nào thì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người sẽ mỗi cách, nhưng em phải hiểu cái tâm lý đó. Còn về phía bạn này, một phần nào đó lỗi là do em. Tại sao mình phải kềm chế? Thì em cũng phải chủ động một chút. Có một cái tảng băng á, giống như là đang chắn ngang. Phá cái tảng băng đó đi, để khơi gợi những cái bản năng của chồng em. Và hai người nên thẳng thắn với nhau về việc đó. Có những ông chồng ngộ lắm, thích vợ mặc đồ ngủ mà sexy. Hoặc có những ông chồng lại thích ngửi cái mùi hương của vợ mình ở một cái loại dầu thơm nào đó. Em có cái nhu cầu đó, em thích như thế nào đó, em nói với vợ em nha. Thôi bây giờ sao? Trời ơi, toát mồ hôi nè, cái cặp này. Có nói thẳng với nhau luôn, đó, nghe. Dạ. Rồi, bây giờ đến cái phần gọi như dập mặt nhau. Sẵn đài em kể trước đi. Thì thật ra cũng không có gì hết. Hồi trước lúc mà yêu ảnh em thấy ảnh ít nói lắm. Em nói 10 câu chứ ảnh nói được nửa câu thôi. Mà bây giờ lấy xong rồi, em nói một câu, ảnh nói 10 câu. À, cái gì lật ngược thế cờ đúng không? Là thứ nhất, thứ hai là ở dơ lắm. Cái quần mặc 5 ngày chưa giặt, cả tuần luôn, em không nhắc là chắc cả tháng mới giặt. Có ghen không? Em nghĩ là chắc chỉ có em nghe nhau không có ghen. Đó, nhưng mà tự có một bình lỗng không phải. Hồi trước nha, em mặc cái gì cũng được hết trơn á. Em mặc dài, ngắn, hở, hiếp gì cũng không sao. Bây giờ mà em mặc đồ mà ngắn xíu xíu, ở nhà khỏi ra đường. Sợ là đồ ngắn rồi một người nào đó giống mình hồi đó là nghía cặp giò đúng không? Dạ, tại vì cưới mới phát hiện ngoài cặp giò đó, cổ còn nhiều chỗ đẹp lắm. Đó, thấy chưa? Đó, đưa lên cắm. Rồi bây giờ tới em đó mày đó. Dạ. Em giống như là bản sao của cổ vậy đó. Em có cái tật xấu gì cổ có tật xấu đó. Em nói nhiều, thật ra cổ cũng nói nhiều, mà thật ra là cái nói nhiều của em là do lây từ cổ. Ngang ngửa nhau rồi, rồi. Còn ở dơ sao? Bạn này bị bệnh cuồng quá chất. Thí dụ như bạn rửa chén là bạn phải xịt cái chai nước rửa chén vô, xịt vậy nè. Xịt như xịt nước tương vậy đó. Bạn chà cho nó bông lên. Rồi khi mà rửa xong ngửa vô còn mùi xà bông, ok mới là sạch. Gội đầu mà gội tùm lum lên, tới lúc bắt em vô ngửi rồi có mùi xà bông chưa anh? Có, ok sạch. Nhưng mà em phản đối một điều là cái người ở dơ như em thì không bị lát. Còn cái người ở sạch thì bị lát, mỗi tối luôn bắt em đè em ra bắt em bôi thuốc lát cho. Sạch quá mức luôn nè. Tới lúc cưới nhau về mới phát hiện ra bạn ấy có một điều là cái chữ ấy. Ví dụ như là anh ấy cái ấy giúp em vô chỗ ấy một cái. Em câu nói đó là như thế nào? Rồi bây giờ cái mong muốn thay đổi của em với bạn này là cái điều gì? Dạ là cũng là cái đó luôn, em mong là trước khi nói một cái gì đó có thể dừng lại một giây suy nghĩ. Dạ, nổ não lắm. Nổ não. Thôi, bây giờ em mong muốn mày thay đổi điều gì? Thật ra thì em lấy ảnh em thấy cảnh cũng tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi gì nhiều. Chỉ là bớt càm ràm lại. Rồi trời ơi, cái cặp này thực ra là tưởng là căng thẳng nhưng mà thực ra cũng vui. Và tất cả rất những gì vui. Cần khuyên chị cũng đã khuyên đã rồi. Đã khuyên rồi, đó. Chị đã khuyên rồi. Đó là điều quan trọng nhất trong cái mối quan hệ đó. Của tụi em. Ứng dụng liền.
mua cái đầm xong đêm nay ứng dụng cái từ ấy luôn. Ấy ơi, tối nay ấy nghe ấy. Ừ. Đó, nha. Rồi, xin cảm ơn hai chồng mày nha. Cảm ơn tụi em nhiều nghe. Dạ, em tên là Lê Trung Tính, hiện tại năm nay 27 tuổi và em là cán bộ văn hóa thông tin ở ủy ban phường 12 quận 6 À, còn em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Nguyệt Nga, em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào ta? Hai vợ chồng em quen nhau trong buổi học đầu khóa năm 2010. Thì lúc đó là em thì đi học đó, em ngồi bàn đầu, chồng em thì lúc nào cũng ngồi cuối lớp á. Đó là cá biệt, đi học trễ nè, hay nói chuyện nè, hay chút tiếp nè, đủ kiểu. Cái ông mới trong cái hội trường rất là lớn, thì ông mới chạy lên, ông mới xin em chai dầu gió. Sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài đồ nít. Trời ơi, tại sao lại xin, tại sao không mượn một cô khác mà lại mượn cái cô này cái chai dầu gió? Phải, tại vô thì cái buổi đầu tiên đó thì chung là cũng nhiều bạn lắm. Mà có bạn này cũng là dạng hot girl ở trong trong cái trường á, trong lớp. Thì vô thấy bạn cũng dễ thương, thì mình cũng bộ nhức đầu đó, mình lại mượn xin mượn chai dầu. Mà cái dầu, một cái dầu nhỏ xíu thì giống như cái dầu em bé đó chị. Đấy, không, mình lại cũng ghẹo ghẹo, lớn thì xài dầu nít gì. Đấy, mà cái đó em... chiêu thức của em. Chiêu thức chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cái chai dầu lớn, chai dầu bé đâu liên quan gì tới dùng cho người lớn với người nhỏ đâu. Mà ông này á, ông vừa đâu, ông em lúc mà em lấy cái chai dầu á, ông nói gì nè, đưa tay đi mình sơn móng tay cho. Đó. Em quay lại móng tay ông sơn một bộ. Em cái chơi. Học thì không lo học, đi học đi về cho người ta học. Gì mà ông ngồi sơn móng tay nữa. Tại vì á, em sơn cái đó là sơn bóng để dưỡng móng tay á mà. Sơn bóng cho nó bóng hả? Dạ. Sơn dưỡng móng tay. À, sơn dưỡng. À. Riêng em thì em ấn tượng gì về cô gái này? Chung là trước á thì em cũng để ý dễ thương thôi. Mà tại trong lớp á, nhiều bạn rất là ý vợ em giờ á, xong cũng cá kèo cá độ với nhau. Ở giờ rồi coi đứa nào mà cua được nhỏ này. Xong rồi vì cái độ đó mà em qua em ngỏ lời làm đủ cách để quen vợ em. Cũng mời đi ăn đi uống này nọ. Mà khó lắm, mời hoài không thèm đi. Mà đi cho em ngồi đợi, đợi hoài mà đợi mà mũ chích mày nó muốn điên luôn. Tại vì em thích ông này, em biết trước đó. Ý là trong lớp đó thì nó cũng đông lắm, là em biết được là cái anh này á là tán mình cho có mục đích rồi. Mình chứng tỏ mình với các bạn trong lớp, với các bạn cùng trường, cùng khóa đó đó. Em ghét lắm, rủ em đi ăn cho đợi, đợi hoài lên nói là tôi không có ra đâu cho đừng có đợi. Mà ông chịu khó đợi, mấy đứa kêu là thôi mà ông xuống, mấy con lên trên phòng thầy tìm thấy thì thầy la. Thế thôi em chờ hơn một tiếng hồ, ông không chịu về em cũng đi xuống. Đi xuống mà em đi ăn nha. Một lần em đi ăn em ăn hoài luôn. Em ăn từ ăn lẩu nè, xong em qua ăn bánh mì, xong em ăn bánh lăng, em muốn xin tố. Em ăn một giây vậy đó, em biết ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa, bỏ tay thì thôi. Mà em đi ăn á là em biết là ổng không thích, không thích bún mắm nè, không thích cháo lòng nè, không thích hộp vịt lộn. Em cứ đè những cái món đó ra ăn thôi. Sáng mà rủ là em chỉ đi ăn cháo lòng, ăn bún mắm. Ông nói chợ gái đứa sáng ăn món thứ rình. Ông nói vậy đó. Tối là em bắt đi ăn hộp vịt lộn. Ông ăn hộp vịt lộn mà ông chưa có ăn á. Lần đầu tiên là hất tung cái bàn, bỏ chạy, bay hết cái quán người ta hết xong. Ủa sao vậy? Không biết ăn. Tại em thấy cái trứng vịt lộn mà cái trứng nó, cái con lộn nó bự quá mà lông lá không à. Em nhìn em sợ. Bao lâu thì tụi em mới có cảm giác là không ghét bạn này? Chắc cũng lâu á chị. Đến lúc mà bạn đi nghĩa vụ á thì là có một chút tình cảm với bạn này là bắt đầu từ đó. Là mấy năm? Là bao nhiêu, 3 năm không? Khoảng 3 năm, 4 3 năm. 3 năm, 3 năm. 3 năm, 4 năm. Chắc cũng tàn mạc à. Ăn quá ăn mà dắt đi, ăn quá trời ăn. Nhưng mà tại sao mà vừa mới cua được cô này á mà em lại sẵn sàng em đăng ký đi như vậy? Em không sợ nếu em đi ở nhà mất cái bạn này sao? Lúc đó thì cái tư tưởng em thì lo cho chuyện lớn hơn là người yêu của mình hồi đó lúc đó. Nên gác qua hết để mình đi. Trước khi bạn đi á, lại có khuyên, lại nói là thì những trường hợp đi thì người ta rất là khổ. Nó không giống như là mình ở nhà được bao bọc đâu. Nhưng mà bạn vẫn quyết định đi. Lúc mà đi ra ngoài Cam Ranh á, là em cứ bình tĩnh ở nhà, không có trao đổi điện thoại được. Ở đó là cấm mà. Em cứ kệ bạn ngoại, cha mẹ có đi thăm, nhưng mà em thì không đi. Em chờ cho đến lúc mà sắp hết cái giai đoạn ở ngoài á, em đi thăm. Lúc mà bạn gặp em mà khóc. Khóc như mưa. Em nói thôi em đi về đừng có khóc nữa. Tại vì chờ đợi nhiều người đi chung khóa mình á, lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ. Mình đi nhìn lại chả thấy ai. Cô đơn đó. Xong rồi cái thằng lâu lắm rồi, gần lúc mà mãn cái 3 tháng tân binh á mới lên thăm em. Thì lúc đó là mình cũng hơi bất ngờ, cũng hạnh phúc. Khóc đây là khóc vì hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đi bao lâu thì em mới về? Dạ lúc đó đi 18 tháng là về luôn. Dạ về xong rồi gặp lại vợ, kêu vợ cưới.
mà kêu hoài không thèm cưới. Cái em nghĩ trong đầu đó, nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không thèm cưới. Rồi có cầu hôn không mà tự nhiên kêu người ta lấy mình? Trời, nói anh nghe nè, ông này không có lãng mạn như người ta là anh cầu hôn em bó bông hay cái gì. Thôi cưới đi. Trời, lâu quá rồi, quen hết đời trai con người ta mà không cưới. Đúng rồi, ta nói đúng mà. Sao mà em có nói là trời thì từ từ, còn trẻ mà giờ sao mà lúc mà mình cứ đi làm đi là từ từ tính, mà ông chịu cứ là ngày nào cũng đi làm. Em thì làm về trễ hơn một chút là 6 giờ mới về đến nhà, còn chồng em thì khoảng 5 giờ thì chồng chạy về Biên Hòa. Ông mới làm hết việc nhà xong rồi ông mới ra đằng trước cái nhà em ở gần chợ á. Thế ông ra chợ ông nói chuyện lung tung người ngoài chợ, ông ngồi ông chém gió, ông mang kem của trong nhà ra ông mời người ngoài chợ vậy đó. Trời, xong rồi ông hào phóng lắm, rồi nói chuyện xong rồi cả khu chợ biết tới ổng. Trời, người ta hỏi em bao giờ cưới, xong rồi mẹ em nói với ông này là ở trên đấy hết gái rồi sao đi xa vậy con, về đây lấy con này. Rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì hai em mới bắt đầu đám cưới? Từ hồi quen nhau đến lúc lấy là 6 năm. Một sáu năm hơn. Sáu năm hơn. Sau cưới vui không? Có kỷ niệm gì sau khi cưới không? Cưới nhiều cái nhức đầu lắm. Tức là cái đám cưới thứ hai là đám cưới nhà chồng. Sau lúc em về phòng, điều đầu tiên em thấy là một bức thư tình của ông này dài 12 trang. Cho ai? Viết cho ai? Trai viết cho ông này. Thương anh em yêu anh, cảm giác câu nói nào của anh trong đó làm sao ghi hết. Tức là kết thúc bức thư là dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh. Trời đất ơi. Trời ơi anh chị. Ủa nhưng mà bạn là cái bạn đó là bạn của em hả? Dạ cái bạn đó là đồng nghiệp chung cơ quan em. Thì bạn đó là con trai. Mà nói chung là đồng nghiệp với nhau thì mến với nhau cũng là bình thường thôi. Ông này em thấy em đọc được bức thư, ông hoang mang lắm. Cái nét mặt của ông em buồn cười. Nhưng mà em đọc xong rồi thì thôi, em cũng để đúng chỗ đó và em cũng không nói năng gì cho tới bây giờ. Tức là ông biết em đọc nhưng mà em cũng không có khiển trách hay trách móc. Và em cũng không nói với bạn kia. Tức là chúng ta cứ giữ mối quan hệ bình thường. Rồi các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng 6 tháng. Mới à? Dạ đúng rồi. 6 tháng về ở chung với nhau, có tính xấu gì lòi ra không? Có vợ em lòi ra nhiều lắm. Cứ hay mò víu em á. Mò gì? Víu. Nói cái chữ đó mà cũng không hiểu nữa. Không có rõ, không có nghe. Có ngày cái mò hoài mà em bực mình luôn. Em nói mò gì mò hoài á. Lúc nào cần mò không cần cái lại mò hoài. Rồi đúng là cái tật thì hay nó khó chịu, cái càm ràm hoài à. Nhức đầu lắm. Nên em đi làm về cũng mệt. Thì vợ làm gì cũng mệt. Từ từ dọn cái phòng ở hai mình á. Từ dọn về phải bắt cái này bắt cái kia mà phải làm liền. Phải làm sạch sẽ sạch bông luôn mới chịu. Chứ làm mà qua loa là không có đâu. Cái lầu bầu cằn nhằn nhức đầu. Rồi khó khăn gì á, có khi nào mà cổ ăn hiếp em không? Có la mắng được không? Có làm quýnh em luôn. Chưa quýnh là hồi xưa thôi, còn bây giờ hết quýnh rồi. Tức là em đang căng thẳng công việc, đi về em vẫn làm trên máy tính vậy nè. Ông ngồi sau á, tức là mình đang tập trung lắm. Ông cứ ngồi sau, em ăn cái này đi, ăn cái kia đi. Em quay ra, trời tránh ra. Ta đang làm gì, ông cứ ăn hoài vậy, ông ăn bằng mình không đi. Cái ông giận, ông cất đồ ăn thì ông lên giường nằm luôn. Hồi đó là tính xấu của vợ, còn nữa không? Dạ, có nhiều đó xấu, cái vợ cũng hoàn hảo cũng nhiều. Nhiều đó đủ rồi. Thế còn ông xã em sao? Ngoài ngáy ra thì ổng còn vợ với thun đó anh. Ví dụ mình nói một là một. Đúng rồi. Không phải với mình ai đâu, ai cũng vậy á. Với thun cũng mò luôn à. Khi nào em hối thì trời, cho nướng tí nữa đi. Lúc nào ông đi trễ so với người khác hết á. Chưa kể là nói được không làm được. Ông nói em từ hồi mà quen nhau, ông nói là anh sẽ bỏ thuốc. Từ năm 2010 đến giờ 8 năm rồi chưa bỏ. Có vợ đẹp gì nè, có ghen không? Có ghen không? Trời, cái này em phải nói chứ. Em đi xe đưa rước công ty á, cái xe gì có 12, xe 12, có 12 người thôi à. Em đi xuống, ông rước em, tức là ông để cho em đi xe máy. Nhưng mà ông rước em, nhìn. Trời, ông kìa, ông nhìn bà nè. Có vấn đề gì mới nhìn nhau vậy thôi, chứ không thể nào nhìn vậy đâu. Ví dụ như người ta nhìn á, anh mắt bình thường, chẳng hạn em nhìn anh Quốc Thượng, chị Hồng Vân là mắt bình thường. Còn nhìn mặt, nhìn mắt người đá, đó khác rồi nha. Trời ơi, nhiều khi ông bị tật rồi sao? Cái đó không biết. Em mà nghe điện thoại á, thay vì người ta cũng tế nhị là người ta chờ vợ mình nghe xong, người ta sẽ hỏi là ai hay là ai vậy em có làm sao? Không, người ta đang nghe điện thoại tai nè, ông đứng trên tai nè, ông nói là ai vậy? Ai vậy? Cứ vậy hoài. Đưa cái điện thoại cho ông nghe luôn. Đúng không? Ngày xưa ông còn đập lên cái điện thoại luôn. Đập điện thoại ba em mua, đập luôn. Xong mai đi mua cho em cái khác cũng vậy à. Vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn ông xã thay đổi thì rất là nhiều. Nên là em chỉ có thể nói đơn giản là em mong muốn ông xã là một người giàu. Giàu là giàu về ý thức. Ý thức ở đây nó rộng lắm. Tức là khi mà anh có ý thức về
tất các phương diện á thì anh sẽ hoàn hảo hơn cho con người của mình thôi. Thực ra thì đối với chấm điểm khó thì em thấy chồng em đã là 50% của người đàn ông hoàn hảo rồi. Thì bây giờ chỉ cần cái động lực để cho anh thay đổi nốt 50% còn lại thôi thì anh sẽ ok. Thế còn em? Vợ em thì cũng là ok rất nhiều. Chỉ mong muốn một điều là bớt ngay mà bớt nói. Nói một lần thôi chứ đừng nói nhiều lần quá mà em nghe em mệt lắm. Em chỉ mong vậy thôi. Mà ở đây vợ em thực sự nói ít thì vợ em mong em hiểu nhiều. Nhưng mà chị nghĩ là với chồng em á, em đừng có nói ít, em cứ nói nhiều để chồng em hiểu đi. Nãy giờ chị cảm nhận như thấy em á còn vô tư lắm, còn trẻ trung lắm. 27 tuổi vậy chứ mà thấy chưa đâu. Tại vì cái người đàn ông mà em muốn họ trưởng thành phải trên 30. Đó chứ còn 27 tức là từ 30 đổ xuống vẫn lúc nào cũng giống như là trẻ con vậy đó. Thường là những người như vậy á, là em phải nạp vô từ từ. Em phải thấy cho bạn thấy những cái khó khăn, những cái phức tạp của cái cuộc sống này. Nếu như mà mình có một cái gia đình, mình phải chống chọi. Đó thì từ từ, chứ còn bây giờ để bạn ấy tự nạp vô á, thì chị nghĩ là được chứ không gì á, nhưng mà nó lâu. Thì tại sao mình để lâu làm chi? Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chúc hai đứa mau có con nha. Em tên là Nguyễn Công Nguyên, năm nay em 30 tuổi. Em từ Yên Bái vào đây được 20 năm rồi. Còn vợ? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Thanh Hiếu. Hiện nay 30 tuổi, hiện đang làm công nhân. Nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, đó là khoảng tháng cuối tháng 8 năm 2011 ạ. Thì em có cùng một bạn thân đi sinh nhật có người bạn của bạn này. Thì từ đó thì vô tình gặp vợ em đấy thôi. Vô trong quán karaoke. Em với con nhỏ bạn em, con bạn em kêu hồi mày mới chia tay người để tao gì thì cô anh này đi quen chơi cho vui đi. Cô chơi. Xong cái đi qua cái mời uống bia, hai đứa qua mời uống bia, cái anh này nói thôi mình không uống đâu bạn, mình uống về nhà má la. Xong em với nhỏ bạn em quay qua nói nhỏ, đàn ông con trai gì đâu mà giờ nhà cứ uống bia về nhà má la nghe thấy phát ghét. Tao với mày thay phiên nhau qua chút bia cho say luôn đi. Đó thì cuối thông... cùng thì anh có say không? Dạ có. Có về má là thật chị ạ. Em khai là em bị gì? Thì cũng nói thật là đi chơi sinh nhật thôi chị. Uống bia và thế thôi. Vậy thôi. Chứ không cho nói là gái nó chút bia chị. Không dám nói gì đó đâu. Nếu mà nói nữa chắc la dữ nữa. Dạ vâng. Rồi sau đó cái tình cảm của các bạn tiến triển ra sao? Lúc đó thì cái nhỏ bạn em mới hỏi anh này là có muốn xin số điện thoại của em không? Anh kêu gật. Cái là thế là nhỏ bạn em nó cho số điện thoại. Xong rồi về nhà rồi nhắn tin đâu được một tuần sau cái em hai đứa mới gặp mặt. Thì lúc đó em nói là mới chia tay thôi kệ cũng quen đại đi. Quen đại nhưng mà về phía bạn này thì như thế nào? Dạ thực tình lúc đó cũng chưa có người yêu anh ạ. Nên thấy cũng với trong cái buổi sinh nhật đó thấy vợ cũng vui tính, cũng nhanh nhẹn, thoải mái. Thế cũng để ý chút chị ạ. Cũng xin số điện thoại về có việc thì về Bắc khoảng 10 ngày cơ. Thì trong quá trình về Bắc là có nhắn tin qua lại với vợ thì hỏi thăm rồi làm quen. Xong thấy rất là hợp chị ạ, nhắn tin rất là hợp. Thế là quyết định khi là vừa về tới miền Nam rồi xong là lập tức mời vợ đi ăn tiệc ngay chị ạ. Trong lúc yêu nhau thì có những cái trục trặc, có những cái trắc trở gì không? Dạ có. Lúc đó là người yêu cũ của em nó đi lên Sài Gòn đi làm rồi. Cái xong rồi cái ảnh mới hẹn em là thôi Noel này em đi chơi với anh nha. Tại vì lúc đó em quen người cũ là ở dưới miền Tây, quen xa, ở xa. Nên là chưa dịp lễ Tết gì không có đi chơi chung với nhau. Nên cái lúc đó cái anh ăn năn nỉ thôi Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi. Cái với em, người yêu cũ đó. Dạ, cái em sắp xếp. Em sắp xếp là anh này thôi mình em mới nói này thôi 24 mình đi đi. Cái 25 em đi với anh đó. Biết là không hề biết anh ạ. Nhưng mà vô tình phát hiện ra. Vô tình. 25 cái anh kia tới nhà chở em đi ra ngoài công viên gần nhà là đi ăn. Vừa mới vô quán ngồi xuống vừa mới kêu món thôi à. Anh này gọi điện thoại tới. Alo em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Vậy em đi ra đầu ngõ đi anh gặp xíu. Trời ơi. Nghe chết chết rồi giờ sao. Em nói với người yêu cũ em nó chết rồi anh giờ sao đây. Bạn trai em tới tìm em. Thì kêu cái bạn em, bạn người yêu cũ em mới nói thì kêu hẹn gặp bữa khác đi. Em kêu tới nhà rồi. Bây giờ anh chở em về gấp. Thế là phải chở em về nhà. Thấy anh này đang đứng ở đầu hẻm em kêu dừng xa xa đây em đi bộ lại. Nhưng mà em có nhìn thấy người ấy không? Dạ không ạ. Em chỉ quay lưng thế vậy em thấy thôi mà vợ em hơi bờm sao chị không giấu dấu vết được là đi tay cầm cái nón bảo hiểm thế này chị. Là đây biết rồi chị. Lần đó giận nhau bao lâu chắc
gần tuần đấy chị ạ. Một tuần. Dạ. Rồi xong rồi quen lại. Đến nào làm quê trước. Dạ em, tại vì mình là còn người có lỗi trước. Là qua ngày hôm sau liền luôn là cứ nhắn tin năn nỉ xin lỗi biết luôn. Và bao lâu thì cưới nhau? Dạ gần 4 năm. 4 năm đấy ạ, gần 4 năm. Kể từ lúc đó là 4 năm sau mới cưới. Dạ vâng ạ. À, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 1 năm 4 tháng. Có em bé chưa? Dạ rồi em bé được 4 tháng. Lấy nhau về rồi, hai vợ chồng có thấy đối phương của mình, ông có thấy người bạn đời của mình có lòi cái tính xấu không? Tính xấu của em thì lòi ngay từ khi mà mới quen rồi, em không có giấu giếm gì hết. Như vậy là em nhường cho anh này khui tật xấu ra trước. Đúng không? Tối nay cho anh ngủ chung nhá. Dạ thực tình thì vợ em là người rất là thẳng tính ấy chị ạ. Là có sao nói vậy, không có giấu giếm trong lòng. Em cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi, là biết tính vợ như vậy rồi. Và cũng vì hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi lười. Tại là ở nhà đi làm suốt thì bố mẹ con lo cơm nước ở nhà anh chị, nên không phải nấu nướng gì cả, không phải dẹp gì cả. Tức là hiện giờ là tụi em đang ở với ai? Hiện tại bây giờ sinh xong là ở chung với ông bà nội. Bây giờ là đang ở chung ông bà nội, ông bà nội ở trong Nam luôn. Dạ vâng. Chỉ nhưng mà đầu tiên lúc mà mẹ em biết là em có định, có ý định là lấy vợ là con gái miền Nam á, thì mẹ có ý kiến gì không? Dạ có chị ạ. Tại bản thân mẹ em là người miền Bắc vào chị ạ. Cũng nghe nhiều về gái miền Nam. Cũng gặp nhiều nên mẹ cũng không thích gái miền Nam mấy. Nên quyết tâm là nguyên ta không cho mình lấy gái miền Nam đâu. Em cũng biết. Thế là những đứa đòi tiền về em lì lắm chị ạ. Cứ như nhà có mỗi lần dỗ cha thì chẳng lẽ lạc ấy, cứ dẫn vợ về hết chị ạ. Bắt làm hết. Cứ lì lì chị. Không thích cũng dẫn về chị. Cũng may mắn thì mẹ em là người hiểu chuyện đó chị. Cũng thấy cô này cũng chịu làm, chịu nghe, chịu học hỏi để làm đó chị. Nên từ cũng chịu. Dạ. Nhưng mà trong những tháng đầu về ở chung thì giữa em và mẹ chồng em thì có như thế nào? Lúc mới về thì vợ chồng em ở riêng chị ạ. Dạ. Tới lúc sinh con thì mới về chung với bà nội thôi. Tại ở gần đấy. Nhưng tụi em ở cách nhau có mấy căn nhà thôi chứ mẹ. Thì về cái nhiều khi về cái em đứng, tại em đứng lâu á, em hay mỏi mà đứng rửa chén cái bồn nó cao, nó khơm em lâu á, nhiều khi cái em cứ bắt anh này phụ em rửa chén, ăn xong em phụ rửa chén xong rồi hai đứa mới về nhà phòng của mình. Thì cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén, cái thấy là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á, cái mẹ mới nói, mẹ kêu là Hiếu nha, lần sau á là con không được để nguyên nó rửa chén, ba mà thấy là ba không có thích đâu. Thế là mẹ đã chỉnh em như thế. Cái này con nói dạ con biết. Rồi cuối cùng thì bây giờ em có phụ vợ rửa chén không? Dạ hay có là... chị ạ, vẫn rửa chị ạ. Em vẫn phụ đúng không? Dạ, tại vì do là em mới sanh em bé nên là chưa mẹ chưa có cho làm việc nhiều, nên là mẹ để anh này phụ em. À là mẹ đồng giờ... ý để cho Nguyên rửa. Dạ, do mới sanh em bé. Còn cái tật xấu gì nữa không? Nóng tính lắm mình ạ. Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Có bao giờ mà em bị ăn đòn? Đã đòn chưa tới mức đấy ạ. Nhưng mà la, ủa là to lắm chị ạ. Sợ lắm. Không biết làm gì cả, thế thôi im lặng chị ạ. La to thí dụ như sao đâu, la. Như em thì ham chơi chị ạ. Nên lần đi chơi khoảng 3-4 tiếng về. Khuya mới về, thì vợ đợi cửa. Thế mặt vợ là hiểu rồi. Thế đáng kìm súng thì vô, coi vợ nói sao. Bữa nào mà vợ vui ấy, thì la nhẹ nhẹ lắm, chui tạt vô giường ngủ thôi. Bữa nào là vợ la to quá, sợ im ru nó chạy ra ngoài. Không, anh nói quá rồi đó, em không có la to, em chỉ đếm thôi. Mỗi khi gì em chỉ đếm từ 1 tới 3. Nếu mà không làm thì em xử sao? Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy, anh là bị hen suyễn mà anh lại cứ khoái hút thuốc lá. Dạ. Rồi lúc quen em á, tới thì còn ý là em kìm cặp á, là em hay nhằn á. Nên là ít hút. Mà từ cưới về cũng vậy, nhưng mà từ lúc em sanh em bé tới giờ không ai quản hết á, là hút hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà có em bé ở nhà hút thuốc mà còn bị hen suyễn nữa thì phải cẩn thận. Dạ. Mà hứa trước mặt em, trước mặt mẹ hứa hoài mà không bỏ. Cái lời hứa đó nhiều khi không bay, không có tới được. Mà hôm nay em muốn anh hứa không? Dạ có. Và bây giờ trước khi ông hứa thì em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ thì là bớt mê chơi lại đi, biết lo lắng cho gia đình. Tại vì anh này anh còn vô tư, anh hơi mê chơi lắm. Ở nhà mà mẹ với em mà nhờ việc gì á là cứ hẹn lần hẹn lựa. Mà đang nằm với em cái bạn gọi, alo mày rảnh không cu, đi cà phê. Thế là quay qua, vợ ơi cho anh đi nha vợ, nửa tiếng anh về. Lẽ đi gọi, nói chung là bạn gọi một phát là chưa đầy 30 giây là đi liền. Mà nửa tiếng về không? Dạ không, toàn giờ với thun không anh? Thế em nếu mà muốn vợ thay đổi thì chỉ một cái thôi anh ạ, đó là chỉ mong vợ nghe lời chồng một chút, đó là cư xử khéo khéo một chút thôi anh chị. Cái sự khéo khéo là em muốn khéo như thế nào? Tức là ví dụ nói chuyện với người lớn chẳng hạn chị, biết khéo léo tinh tế một chút, đừng có nghĩ gì nó ra liền như vậy không có hay. Nhưng mà chắc là mẹ em hiểu được cái cá tính của con gái miền Nam đúng không? Dạ vâng. Về phần mình, ví dụ mình ở trong gia đình người Bắc thì mình cũng phải gọi là tề lại bản thân mình một chút xíu để mà mình dung hòa.
em có muốn nói gì, một cái lời gì đó với mẹ chồng không, để cho mẹ hiểu mình hơn? Dạ, thật sự là con rất thương mẹ. Con biết là từ khi về con làm dâu trong nhà thì con đã nhiều lần đã làm mẹ buồn. Nhưng mà mẹ hãy tha thứ cho con, rồi con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để phù hợp với nhà mình. Vân cũng mong là chị hiểu và thương cái cô con dâu này. Tại vì khi mà nói cái lời xin lỗi với chị là cô đã ráng cô kềm lắm, không là cô khóc nhè rồi đó chị. Còn có muốn anh thực hiện cái lời hứa của mình không? Dạ có chứ anh. Rồi, đó cái điều đó là điều quan trọng, đúng không? Nhân đây thì anh nghĩ là Nguyên cũng nên có một lời hứa với vợ. Thì từ đây xin hứa với vợ, từ bây giờ sẽ bỏ thuốc lá. Nếu mà không bỏ được thì sao? À, tùy vợ xử lý. Đấy, tùy vợ xử lý nha. Rồi. Cảm ơn tụi em. Dạ. Cảm ơn anh chị.